Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào, được kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy cuốc. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác những cái mẫu lụp bẫy cuốc anh em nhá, thòng bẫy cuốc và loa gọi mồi để phục vụ anh em trong cái mùa săn bẫy cuốc của năm 2022, 2023, 2024 anh em nhá. Thì đầu tiên là cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop anh em nhá để đặt hàng. Shop em là luôn luôn giao hàng tận nhà, nhận hàng các bác độc quyền, kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhá. Bên em có Zalo, các bác có thể kết nối qua Zalo. Điện trực tiếp bên em sẽ chụp ảnh gửi cho bác xem trước khi các bác đặt hàng nhé, để anh em đỡ bị nhầm lẫn. Bên em là anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán, không phải cọc cạch gì nhá, không có sợ lừa đảo gì. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác đầu tiên là cái bộ thòng anh em nhé, bộ thòng đa năng. Anh em bẫy được chồn, bẫy được cuốc, bẫy được bìm bịp nhá. Bộ thòng này một bộ của nó 10 khung, mỗi khung 5 vòng nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Và tặng các bác 5 dây sôi cua em để sẵn trong này rồi nhé. Đấy, cước thì cước Nhật. Đấy, đan 4 đây nhé. Đấy, cước Nhật đan 4. Và khung của nó là khung bằng thép chịu lực anh nhé. Đấy, và bên trên là bên em đã buộc dây đồng rồi nhé. Buộc dây đồng rồi. Và cái mẫu này thì nó có màu xanh này anh em nhé. Một cái mẫu màu xanh như này. Đấy, và một màu nữa là màu đen anh em nhé. Đấy, và trên này có dây dù siêu bền rồi. Có khoan inox anh nhé, nên là chống sẩy đây anh em nhé, chống sẩy rồi. Đấy, mẫu này rất tiện lợi cho anh em đi bẫy cuốc, bẫy bìm bịp, bẫy chồn nhé. Một bộ này là bên em đang bán với giá là 350.000 đồng nhé, bao ship tận nhà cho nhé. Và tiếp theo là loa Huy Nhất 898 anh em mua nhiều nhất nhé, giá bình dân hợp túi tiền, phụ kiện đầy đủ, túi đeo loa, dây sạc, mic nói và thân chính của loa và một cái điều khiển như này anh em nhé, điều khiển từ 100m trở đến 300m nhé, chúng chạy bằng pin tiểu anh em nhé. Đấy, khi có hết pin các bác mua pin. Đấy, mẫu này thì sử dụng hàng phổ thông, giá chỉ hơn 300.000 đồng nhé, 350.000 đồng một chiếc loa. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái dòng lụp bẫy cuốc nhé, lụp bẫy cuốc này. Bên này là có một mặt nhé, một mặt này. Đấy, bên em sẽ làm tất cả bằng inox hết 100% nhé. Đấy, và cái lưới là lưới bên em đan tay nhá, lưới dù siêu bền đan tay. Đấy, một mặt của nó là như cũng thấy lên này là bên em thiết kế cho bác là 4 lò xo nhá, 4 lò xo nên rất là chắc chắn. Đây là cái cửa ra vào để đằng sau nhá, cửa ra vào đằng sau này. Đấy, cái này thì rất tiện lợi cho các bác bẫy cuốc anh em nhá. Đấy, lụp đa năng anh em có thể bẫy được tràng nghịch, bẫy cuốc. Khi các bác mua hàng cái lụp bẫy cuốc bẫy tràng nghịch này thì bên em tặng bác một cái quả chuông này nhá. Đấy, giá lụp này bên em đang bán cho các bác là 800.000 đồng anh em nhé, 800.000 đồng miễn phí giao hàng toàn quốc anh em nhé. Đấy, tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu lụp hai mặt như các bác thấy trên hình đây. Đấy, lụp hai mặt các nhá, lụp này thì nó có hai mặt. Đấy, bên em lợp bằng cái lá bồ công anh, lá nhựa trên này anh em nhé. Đấy, để anh em dễ sử dụng. Cái mẫu này thì sẽ đắt hơn 200.000 đồng, là 1.000.000 đồng nhá, 1.000.000 đồng cái lụp hai mặt này. Đây là con cuốc giả anh em nhé, cuốc giả em đặt trong này. Đấy, cuốc giả thì như bác thấy là bên em sẽ thiết kế bác là cuốc nhồi keo anh nhá, cuốc nhồi keo. Đấy, cuốc là cuốc thật. Đấy, và nhồi keo trong lông lá thật anh nhá, dáng rất là đẹp. Mẫu cuốc giả này bên em đang bán cho bác là 200.000 đồng anh em nhé, 200.000 đồng một con. Thế còn nếu các bác mà mua theo lụp hay mua theo bộ thòng thì giá chỉ có 150.000 đồng nhá, 150.000 đồng một con cuốc này thôi. Đấy, nếu mà anh em mà mua theo lụp combo thì là giá 150.000, còn các bác mua lẻ là 200.000 đồng nhá, 200.000 đồng cho một con cuốc giả. Đấy, đây là cái lụp hai mặt nhá, đánh siêu nhạy bằng inox, lưới đan tay. Đấy, giá là 1.000.000 đồng nhá. Đấy, khi anh em mua lụp thì tất cả là bên em sẽ tặng các bác một quả chuông đồng nhá. Đấy, giá không đổi ạ. Đấy, nên các bác nào đang quan tâm về những cái mẫu lụp bẫy cuốc hay là những mẫu loa hay thòng thì cứ alo trực tiếp bên em để đặt hàng nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.